Hân xin chào các bạn đã đến với góc chia sẻ của gia đình Hân. Hôm nay Hân chia sẻ cách làm thịt kho tàu cực ngon và đơn giản ngay tại nhà. Món thịt kho tàu là món ăn truyền thống nổi tiếng của Việt Nam, luôn có mặt trên mâm cỗ Tết cổ truyền và trong các bữa ăn hàng ngày của gia đình. Cho nên các bạn phải nấu cho bằng được món này nhé. Bây giờ mời các bạn cùng vào bếp làm món thịt kho tàu với Hân nhé. Bước 1. Hân bắc lên một nồi nước sôi trước. Sau đó rửa 800g thịt ba chỉ qua với nước muối cho sạch. Sau đó cắt thịt ra làm nhiều khúc to như thế này là được. Nước sôi lên mình cho chút muối và đầu hành vào. Sau đó trần sơ thịt qua nước sôi tầm 30 giây để cho thịt thơm và sạch sẽ thì mình vớt ra. Các bạn lưu ý có làm thì trần sơ thôi nhé. Nếu như để chín quá thì mình ướp thịt sẽ nâu ngấm lắm. Bước 2. Mình cho hành tỏi vào cốc, cho vào 2 muỗng nước lọc, xay nhuyễn để lát ướp thịt cho thơm. Thịt ráo nước rồi mình cho vào tô chuẩn bị ướp. Mình sẽ chắt hết nước của hành tỏi vừa ép vào. Bây giờ mình sẽ cho vào đây 4 muỗng nước mắm, nửa muỗng tiêu xay và nửa muỗng bột ngọt, 1/2 muỗng muối. Tiếp tục cho vào thịt một nửa muỗng đường, một muỗng nước màu. Bây giờ đã xong khâu ướp rồi. Mình sẽ trộn đều lên. Sau đó mình sẽ lấy màng bóng thực phẩm bọc kín lại, cho vào trong ngăn mát tủ lạnh ướp tầm 1 tiếng nhé. Bạn mà có thời gian làm thì ướp lâu hơn càng tốt, thịt sẽ ngấm và ngon hơn nữa. Bước 3. Trong thời gian chờ ướp thịt mình đi luộc trứng. Sau đó bóc vỏ ra để sẵn. Mình quay qua cắt rửa lấy nước nữa là xong. Sau thời gian ướp thịt mình cho chảo lên bếp, phi vàng một chút hành tỏi. Và bây giờ mình cho thịt vào chiên vàng các mặt, để cho thịt của mình thật là thơm, lên màu thật là đẹp các bạn nhé. Sau đó mình sẽ lật trở mặt như này. Các bạn thấy màu đẹp ghê không? Nấu ăn bây giờ thật sự không còn khó nữa đúng không? Hôm nào mà rảnh có thời gian làm mấy món tay nghề lên chóng mặt luôn nhé. Cho hết sốt gia vị vào rim lên luôn này, để cho hết nước sốt ngấm vào thịt và lên màu. Các bạn lưu ý đừng để cho thịt bị khô và bị cháy các bạn nhé. Nhìn kỹ nè. Đó, màu lên đẹp không? Chưa kho nhìn đã muốn ăn luôn rồi đúng không? Bước 4. Mình sẽ cho vào nồi 400ml nước lọc và nửa lít nước dừa và cho thịt vào kho nhé. Nước sôi mình sẽ vớt hết lớp bọt trên này ra. Tiếp theo mình sẽ cho trứng đã bóc vỏ vào, rồi sau đó cho vào 2-3 trái ớt ăn thịt hơi cay chút sẽ ngon hơn. Cho nhiều hay ít tùy thuộc vào sở thích ăn cay của mỗi người. Nếu các bạn ăn cay nhiều thì cho thêm ớt vào nhé. Sau đó đậy vung nấu khoảng 1 tiếng rưỡi. Mình cho thêm vào một nửa muỗng hạt nêm và 1/2 muỗng muối. Đảo lên cho đều. Sau đó mình quay qua cắt một ít hành lá. Chuẩn bị trang trí lên bên trên, cùng với một cái tô. Món này mà các bạn kho lửa nhỏ thì tầm 2 tiếng là thịt sẽ mềm là ok nhé. Như này là được rồi các bạn ạ. Mình sẽ tắt lửa và múc ra tô. Món thịt kho tàu hôm nay Hân nấu lên màu tuyệt đẹp. Miếng thịt mềm, có màu đỏ au của thịt lạc, trong trong của mỡ và màu nâu của da khi được hầm nhừ. Thêm độ sóng sánh vàng ươm của nước sốt, hòa quyện với vị mặm mặm của nước mắm, đã được làm thanh đi với nước rửa tươi. Tất cả làm lên hương vị tuyệt vời của món thịt kho tàu. Mình ăn thử miếng để xem sao. Mời các bạn nhé. Thịt thơm mềm béo béo, phần da mềm dai dai, nước dùng có độ sánh vừa phải, độ mặn ngọt vừa ăn ngậy ngậy.
Hôm nay Hân có cơm trắng ăn với thịt kho tàu, kèm thêm sung muối chua chua giòn giòn. Ăn vị tuyệt lắm luôn đó bạn. Video chia sẻ cách làm món thịt kho tàu đến đây là kết thúc rồi. Nếu mọi người có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc gì, cứ để lại bình luận ở phía dưới cho Hân nhé. Hân chúc các bạn làm thành công và nấu được những món ăn thật là ngon. Nếu thích video tặng Hân một sub nhé. Hân cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Hân cảm ơn và chào tạm biệt.